này lạnh không ạ? Lạnh không? Lạnh chứ. Lạnh chứ. Lạnh. Lạnh. Đóng cửa này được không? Lạnh thì lạnh mà rung là cái rung thôi. Đóng cửa thì sợ cái mùi hôi thôi, một chút là thôi, à, đây là cái móng nhọn này, các bạn có thể là làm khóc trường hợp là móng nhọn rất là đẹp ha. À, hôm nay mình sẽ thử móng nhọn cho nó đẹp. Đây là bộ demo. Đây là bộ nail demo nha. Đây là chị này làm cái dài cái tiếp này á, rất là thẳng nên là các bạn có thể làm dọc móng nhọn hoặc là khóc trình rất là dễ ha. Nó có xếp sẵn rồi, mình chỉ là cắt bỏ cái móng nhọn thôi là mình đã được cái khóc trình ha. Ủa chị Mì đang live đó hả? Đang làm live. Để mình vô mình comment đó, mấy anh chị chào mọi người. Mình có share fan follow mà. Giờ tụi em hết hết add fan được rồi. Đâu cần phải add fan đâu, miễn mà comment vô là được rồi. Dạ, tại vì tụi em này quá đó. Đó, mấy cái này là mình dùng cho những người mà người ta muốn móng dài thôi. Yeah. Cho móng ngắn mình làm cái này phía. Móng ngắn thì mình dùng cái thiếp thường này nè, yeah, là được rồi. Làm cái móng này tính thêm tiền á? Ờ, làm á, nếu mà khách mà đòi clear mà nó mình tính từ 2 đồng đến 5 đồng thêm á. Còn móng dài nữa là móng dài nữa là khác nữa. Thì tính là cho bụng rồi. Thấy tiếng em. Em nghe tiếng em không được. Tính 1 đồng, 5 đồng là được. Ở bên miền Đông có những bữa thấy con này lên rất là trễ, thấy không? Mấy bữa trước này lên rất là trễ luôn. Anh muốn nghe tiếng của ảnh nên nói bự rồi luôn nghe. Tiếng của anh làm sao? Giờ đó là bên Cali khoảng từ tầm 7 giờ đến 9 giờ á. Có một bữa em làm cho cái cô 10 giờ, gần 10 giờ đêm. 10 giờ đêm chắc khoảng gần 1 giờ ở đây á. Dạ. Bây giờ để bên cho em comment vào, mình sẽ nói ủa móng nhọn gì rồi có làm nhiều gì công chuyện gì không? Được á. Nhiều khách làm rất là hay. Biết nhưng mà vô thích chọt vậy đó. Vô chọt dài từ đi. Ừ, vô đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại vì biết ngày xưa mà khách Mỹ Đen á, cái này á khi mà mình đi ăn ốc á, mình không có cần cây tăm luôn á, mình lấy móng nhọn này. Nhất dương chỉ, nhất dương chỉ. Dạ. Không, cái mấy đứa khách khác đó, nó thấy Mỹ Đen mà móng nhọt móng dài gì đó, nó nói ủa móng dài vậy mày có làm được gì không, cái Mỹ Đen nó bị sốc lên nó nói ủa mày làm được gì đâu cũng làm được vậy à. Đấy, nữa, mày làm gì mà tao hay nó bị sốc á. Mà có những người nó nói không có móng thật sự nó không làm được gì nữa. Mà nó khỏi móng dài, mày nghĩ là không tháo ra được, đúng rồi, nó quen tại vì không có đẹp hay mở. Dạ. Nhưng mà không muốn á, làm xong cắt cái độ nhọn đi. Là không muốn là không chính. Em không chóc. Bình thường làm demo thì em làm một ngón. Làm mất thời gian hết một bàn nó đẹp. Thiết kế cho bộ luôn ha. Bởi vì hồi xưa đã hỏi ngoài hỏi ngoài. Ai cũng nói là nhìn cái primer này nó cứ cho em phải. Primer nó không lên, nó chỉ đập 2% thôi chứ không phải là chính là cái phần mình đắp bột không? Chính là đắp bột và linh da. Linh da nó bay cũng anh không lên da làm sao nó nằm trên da mà không lên nằm trên móng. Làm mỏng thôi ha chị ha. Da thì nó bị thấm nước. Làm mỏng thôi. Dễ nước thường thôi. Anh có ông bận được chắc nó cần con đang ăn. Cái ông nó tạo bên mắt. Ủa rồi trong lúc nhắm điên vậy là nail ở nhà có dê 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 ở đây có dê không? À, dê ở nhà. Dê nhà. Orlando á, mấy anh chị qua Orlando chơi show đó có chơi luôn á. Mấy tay Orlando? À, 3-4 tay. Tháng 6. Tháng 6 hả? Ừ. Nếu mà đi á bây giờ phải book trước. Book chỗ em. Orlando ngay chỗ dành dịch với Mickey Mouse. Ngay giờ Disney. À, như gần khu đó đó. Đó Big Show hả? Big Show á. Mình nên đi một chuyến cho nó vui. Giờ cái này thì sao?
Mai là Mai này một trong những vô neo rồi hỏi anh chỉ cái tào lao luôn. Mai chỉ lại đây chỉ chửi em thầm. Còn ăn rắc đông anh rắc ra nghi vào phố mà. Ngắm hoa đào. Không biết nay còn không ta? Còn đó. Lên mai rồi cái. Làm mấy màu này cho nó đẹp ha. Màu quá đẹp luôn. Này màu nước pin đó. Màu nước pin đó chuẩn ơi là chuẩn. Đây màu dark pin được không? Được. Có dark pin. Lấy xuống. Cái này là gummy hả? Ủa cái ngón của cái gì là đó là bột. Dạ bột. Rồi cái món phát sinh á, bột màu luôn hả? Bột màu của nhóm luôn hả? Hai ô lấy cho chị một cái màu đi. Cái hũ trước mặt anh đây nè. Anh lựa màu gì cũng được, anh lựa cho em một cái màu. Dạ được rồi, cái màu đó cũng được. Đắp thì đếp. Đắp cho em một cái màu đó luôn đi. Cái đó là đắp đếp luôn á. Anh cho em một màu đó luôn. Đến đi chị. Thôi. Làm cho chị màu hồng đi. Cho nó dễ thương. Này để đếp pha nào mà. Đâu tại vì có mấy người khách đó, người ta khó chịu mà người ta vô người ta không có cái chữ đít đó, người ta cho mình đít. Đúng rồi. Mình sẽ thiết kế một bàn tay luôn ha. Chắc cười. Bàn tay cười. Đây là cái hai lần. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cửa ngoài lần chịu nổi. Không sao. Từ lúc nào này, chuyên nghiệp của Christine Lam thì không có việc gì khó. Mình sợ khó quá làm không được thôi. Không sao, khó quá làm không được thôi. Mình sorry rồi, ha. Christine là làm nail bên Arizona hay là bên California? California, chỗ Hollywood anh. Hollywood hả? Dữ dằn, có bao giờ làm cho tụi sao của Mỹ chưa? Bao giờ chưa? Dạ không, còn là làm cho quán bar. Cái này mà thấy cái chân. Yeah, the morning is cold here, yeah, my thing. Vậy cái này mà thấy cái tiệm nail mà cái chân 7 đồng là tiền chị á. Trời ơi, à, cái đó là vô phát nước gái rồi sơn gì. Nhúng nước. Anh hay ghẹo mấy cô trong tiệm nail lắm, anh người nào làm nhanh nói ha. Anh Giang nha, rửa chân rồi sơn nha. Smile đang gắn diamond chị ơi, cho nên không có ô da được. Smile ô da nữa là rớt á. Dễ thương quá đi à. Để anh đại diện cho anh đây đây. Bây giờ anh dẹp được không hết. Cạnh nắng ngọn mà như lửa thôi, như là ra đường. Bình. Ra đường là khỏi căn bản kiện. Làm gì cho nó đẹp, thật sự là vẽ đẹp. Gắn đá nữa, dẻ dẻ quần mèo gì đó mà. Dẻ với bà cho chị. Dẻ nó cũng không nhìn thấy nữa. Nhỏ. Em vẽ bự luôn. Oh, we miss you too, chị mà sao? Tại nó chị đã làm cái na trồ đúng không? Chị làm cái na cho nó na trồ. Nó na trồ mà tự nhiên đục mấy cái màu đục mấy cái đậm đà vô thôi. Bay cái na trồ đi. Nó phải chảy nè. Tại vì á, ngón đầu tiên thường là vậy á. Mình chưa có quen thời tiết á. Mình chưa có quen thời tiết á. Cái đó mình đắp nguyên móng trắng luôn hay là... Em đắp nguyên móng trắng. Trắng. Trong trắng. Trong trắng. Chị còn trong trắng. Anh đứng kế bên. À, anh đứng kế bên, chị này còn trong trắng. Bỏ chị đưa anh cái tờ giấy luôn. Có nào vậy ship không? Dạ. Mua thấp cốt không? Thấp cốt kìa. Có rồi, tí rồi chị. Ô thấp cốt này á, bao xài đẹp luôn á. Bóng lắm. Khách á, làm design của em á. Ờ, mua bên sân lai hả? Em hỏi chung, muốn hỏi xin tiền có biết cái này.
xin đi đâu có đó đâu. Dạ xin nhiều siêu bây giờ bỏ qua cho anh Tâm. Tâm với lại Dung. Với lại xài chest nail nè. Chị ta. Cái top coat của Just Nail xài tốt lắm. Xài á, khách mà em làm design mà sau 2 tuần á quay lại á vẫn sáng bóng đúng không? Vẫn bóng luôn. Và cái chai bao, matte bao nhiêu cũng tuần, vậy bao nhiêu tuần quay lại vẫn bóng? Thường khách em 3 đến 4 tuần mới quay lại. Tại vì á, khách làm một bộ nail cả trăm á, mình phải làm sao để mà last long 3 đến 4 tuần, 5 tuần. Tức là cái chai này nó còn 3 4 tuần vẫn bóng hả? Dạ. Với lại cái chai matte nữa ha. Cái chai matte nữa. Cái chai matte màu đen đó rất là matte luôn. Ừ, là bóng luôn. Đúng rồi. Được lắm. Bà bóng luôn. Chắc là mua đồ của Tony Lee á, là VIP bên đó không? Mà giờ bỏ rồi. Bỏ bên Tony Lee quá. Cái top coat này ngang ngửa với Tony Lee. Ngon hơn luôn hả? Top coat của Tony á, sơn silat không được. Tại Tony Lee sao? Cái thứ nhất là cái chai của Tony nó chỉ mình cái này cái bản này mình sơn cho sơn lát mà không nói gì rồi đúng không? Dạ. Mình sơn phủ lên dép được không? Dạ. Làm xong mình phủ lên dép câu vài lần luôn không bao bao chốc nữa. Dạ. Ừ. Cháo hay cho trả lại mà tụi em bán gì nói đó. Dạ. À, mấy anh tụi nó sai đâu nó cái này là nửa em hả? 15ml cái đó là nửa em. Ờ vậy hả? Em dốt cái đó không phải dốt nhưng mà học như tới nè, màu đất pin nè chuẩn à, đúng rồi. Màu rất là chuẩn, kéo nó dép luôn hoài đi chơi. Anh có muốn làm dép không? Đang mình thêm những cái chỉ có những cái màu nút này á chuẩn trong tiệm á, bao đẹp. Chỉ cần á khách nó đem hình tới rồi thấy cái màu của chị rồi đó, dễ thương quá đi à. Để có nhiều cái màu nude đúng không? Hai tuần lễ khách tới mà nó dơ lắm. Nhìn rất là dơ, còn có màu nude này cũng hai tuần lễ tới màu sáng. Nó có dơ. Nhưng với lại anh xài cái top nó bảo vệ. Cái lại thứ nhất là cái top của kia đó. Đó là cái chuyện là cái mát đó. Đi hai tuần lễ thì dơ. 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 Thầy yếu chữ ngắm được gì chưa? Bữa nay ở ngoài đó là đang dơ. Đâu anh? Ngày đi ngày đi xí á, nghèo anh đào á. Cách đây mười mấy mai là đi lần này thì chạy ngược ra. Đi em đi ăn món hành làm nha. Nếu muốn live luôn. Dạ. Đi không? Chở đi cho ăn dọn. Đi gì? Dạ, nói là đi dạy đi với cha chứ. Đi chút xíu thôi. Nó đuổi nó về nó còng. Gái nó còn không sợ, đi với trai nó mới sợ. Đào chứ. Nó phải không ai đào. Ừ. Ủa rồi cái này nó lớp có tao người ghi tên không? Cũng không. Mai đâu á. Theo chương thì nó tính trên cái local mà người ta tới coi là người ta đặt tiếng không á. Từ lúc nào cũng em cũng có room để cho những người coi cái nhào vô học liền. Tại nhiều người nó không có biết, không chơi mạng. Nó chỉ nghe bạn bè đã tới mua đồ á, rồi sau đó ghé thăm luôn. Đúng rồi, đẹp quá, gắn thêm bông cái đi nữa là hết. Có. Ở theo. Đây có tiệm thuốc mà CVS nhau cái này nhau đây mình gắn chiếc không chắc chắc không thấy không mình gỡ thấy không. Oh my god, look in. Lấy tay khởi mình không có chắc gì đâu. Ủa cái đó mau gắn bay tay luôn nhưng mà treo hay gắn mày vậy em cứng không em cứng rồi nhưng mà treo mà cứng anh biết bắn mặt cái gì anh cứ gắn rồi nó bị sút nãy giờ em gắn nữa đâu anh coi anh tới coi cách gắn hết. Oh my god, it's like anh cứ như mà treo mà sút không phải biết cách không phải còn cái góc của nó
để ý dữ lắm. Mình thuộc bài không? Được, không có người nói rồi à? Okay. Vậy là chị phải nói hả? Phải nói. Vậy nữa. Nhưng mà em nhỏ lưu lên nó có lần. Hay đi chị thấy. Chị nói đi chị. Anh không thấy. À đi bằng cái chị nói hết rồi em tạm thời nói giùm chị đi để chị lên xong cái đầu. Đi dưới móng mà. Mày vậy sự ghê ghê. Không đôi mắt em. Đây ca sĩ không à? Ca sĩ miền Tây à? Bấm cỏ bằng cái kềm này hả? Cái này mình muốn gỡ móng. Để răng luôn á. Em thấy mở cái mình thấy lấy cỏ. Biết mà. Để mấy em này bắt cỏ bóc mấy ngàn cây à. Siêu luôn á. À coi coi. 1 2 3 4 4 anh chàng này bóc tặng 5.000 cây cỏ đó. Hai em hai. Khỏe khỏe trời ơi. Không phải là một ngày bán nhưng mà ý là bữa cái chất cỏ này chất neo ra 5.000 cây mà bấm hết 5.000 cây rồi. Giờ còn dư một chút xíu 16 ở đây nè. Nhưng mà muốn biết 5.000 cây là bấm bao lâu mấy ngày? À 3 tháng. Không nếu mà bấm liên tục thì phải tuần mới hết. Nhưng mà từ những cái lớp á, rồi từ những cái website nữa, trong vòng 3 tháng mình làm cây cỏ. Đây có nhiều người ta mua cỏ người ta ăn cỏ. Đây là cây ăn cỏ đây. Cây nè, mười cây. Nói có nhiều khách hàng người ta mua nhiều quá. Em mình chửi bà ăn cỏ hay sao mà ba mua không qua mình bán cỏ cho người ta mình mười cây mới mười cây mà mười cây mà trong vòng 2-3 tháng là mua lại rồi. Có tin bao nhiêu ta 10 cây mà trong vòng chắc được 3 tháng hả 2 tháng mấy hả bất vậy còn 2 cây nữa nếu mà lông chồn nó nhiều quá nó sẽ rất là mềm. Không, cái anh nó này mềm, nó mềm sẽ buốt cái anh này á bình thường á khi mà làm á mà ngồi không có khách làm á giận quá bứt cỏ đúng không? Nhìn Chris Lam livestream. Chim mèo kìa. Nhưng mà những anh người kìa, nhìn. Anh ơi, những người dùng cỏ như anh vậy đám này thích lắm, muốn dạ, cỏ hoài à. Thì mình có dùng cỏ về mới có khách làm thì cũng mừng. Nhưng mà mình có khách làm mình mới phá cỏ được đúng không? Dạ, đúng tối rồi. Ngày ngồi chơi không thì cỏ cũng đổ hư đâu. Dạ, tối ngày ngồi chơi cũng quăng ngày cỏ còn rác ra. Thằng đời thì dùng cái cỏ. Chỉ có làm hết cỏ nổi thôi. Mua phải mua 5 size mới đủ nha. Không, thiệt, những cái size này em chọn ra đó để mà sao phù hợp cho từng ngón tay của khách đó. Khách nó có tay lớn tay nhỏ và luôn luôn là khi mà đi cái thiếu đi cồ cho cái người khách mà đường cong á, luôn luôn đi dừng tại số 4 hai bên hông nó mới đẹp. Nhiều khi á gắn mà không có đi đúng số nhìn nó thô lắm. Cá đông mình nghĩ đẹp, Mỹ đối với Mỹ là xấu, nhưng mà những cái giống như Smile nhăn, Smile nói không đẹp á Mỹ là thích. Mình làm theo cái gì Mỹ nó thích thôi, khách thích thôi đúng không? Khách yêu cầu sao thì mình làm vậy. Không, nhưng mà nói chung là những gì mình cá đông mình thích nó ngược lại với Mỹ. Thành ra nhưng mà mình phải làm gì Mỹ nó thích thôi. Mình chưa khô đâu. Trả tiền mà mình phải làm mình những làm gì có bên tay chứ. Chris Lam nhớ bởi làm cái bông mà giống như là mình phải truy đi mà khô đi luôn á nhé. Bây giờ mấy cái bông xanh á và những cái lá dưới xong bông trên á. Biết mình giống như khô đi vậy nhưng mà đúng nó là đen. Đúng rồi, nó sẽ biết mình. Dạ. Đẹp lắm á. Cỏ bồ néo lên tôi cánh sánh anh làm bộ neo luôn đi làm bộ làm xong là coi đi về thẳng một ca cái hồng nữa biết hết rồi.
mới sáng vô học em đây. Dạ. Dạ hồi xưa sáng hôm nay học sinh là cầm lan á, là học không có kịp. Giờ mở 3 ngày á, học sinh là cũng cầm lan, học không ăn, nói chung là cảm học hết rồi làm không. Bây giờ xử lý sao giờ? Thì mình vẫn giữ cái nói, tại vì sao? Mình cảm thấy làm 3 ngày nó rất là lại cho mình, nên mình không có bị áp không lực. Không bị dồn. Đúng rồi, bị áp lực. Nhưng mà học là bắt mọi người phải thực tập, phải test rồi nào bạn. Mình dựa dụ chút chút á, dụ sạch ở dưới nha, làm đâu sạch đó, đánh đâu thắng đó nè. Sạch sẽ nhất. Như làm anh. Giống như khi mà mình làm khách á, mà mình sạch sẽ vậy á. Là khách không, khi mà ra cửa không có gì complain hết á. Không. Nhiều khách á, mình không có làm sạch ở dưới á, hay khửi khửi hoặc là nó nhìn nhìn dòm dòm á. Cái này á, trường hợp á, làm móng nhọn mới hay bị thôi, làm không trình độ nó ít bị lắm. Cái này là lớn nhất rồi phải không chị? 500 ngàn đúng rồi. Nó có tận triệu không hay là 500 ngàn thôi? Mày nghĩ là không nhỉ? Tại 500 ngàn là lớn nhất rồi phải không? 500 ngàn lớn nhất rồi, không biết, không rành. 500 ngàn lớn nhất rồi. Bây giờ mình xách ghê đây mình xài thử. Đi xách ghê đây mình mua đồ ăn. Mình làm móng nhỏ mình phải giữ được cái độ nhỏ chứ. Dạ. Ai vô mà. Không giống như quýt chứ. Bên ở đây đang đi làm á, mang quần đùi. Hôm nay những người quýt lên. Mặc anh đùi giúp tao. Nóng quá. Đông là mắt mẹ lắm. Dạ em ở LA á. Lập LA mát. Đông là mắt mẹ mùa hè 3 tháng. Bay qua đến xa ha, 5 tiếng á. Dạ tụi em mua vé sớm á, mua vé trễ là phải bay stop. Đúng rồi, tụi em xài giống nhau, làm hai tụi em cũng xài giống nhau luôn. Sáng từ lúc mà có một nhỏ này rất là thích luôn, làm nó nhiều dạng. Cái này không? Làm đi cô, phi nail. Được rồi, được rồi. Mai, thí dụ như mình làm, mình gắn như vậy là tính tiền sao? Cái phần gắn đá không có tính sao? Ok, nếu mà gắn đá mà hai ngón á, là có bốn cục á, hai ngón mà bốn cục á là sao? Sai bên là cái người rất là gắn nguyên móng á, hết móng á, tùy móng, nếu mà móng dài hai ngón 15 đồng, nếu mà móng ngắn 10 đồng, nếu mà móng dài á hết móng á 15 đồng, còn mình là gắn mình hết bàn á. Thì chúng ta trà cũng phải neo cho bụng neo uống được gắn đá mình cho không cánh bắt không bụng tại đá nó bắt. Ủa, tính sao? Ví dụ gắn cái gì mà tính sao nó bao nhiêu tiền? Là cái phần gắn đá không là tính bao nhiêu? Nó bánh chả. Cái bộ này nếu mà nó ngắn vậy á, khi mà mình gắn đá mình có thể là lấy vườn vô để chụp ai lâu là ok. Cho cái bộ này còn thì nó quá ngắn. Chứ là vừa bột mà vừa gắn đá luôn có 25 đồng. Không, gắn đá thôi, gắn đá thôi. 25 đồng hả? Chứ nhiều bột như gắn đá còn 25 đồng. Đúng, bột dip này thôi, một bộ dip vậy thôi là cũng phải từ 40 đồng rồi. Đúng không? Cái gì nó cần dài? Cái gì nó cần dài? 80 đồng. Đúng thật. Lấy gì? Luôn. Xong rồi anh coi nữa. Xong rồi vừa lớp hot, vừa lớp gâm mí. Xong rồi dọ một cái này. Bỏ lên đây. Không, dùng cái cây nhỏ nha, cái cây bị nhỏ nha, đừng có cây bị bự quá. Đi theo cái góc. Dùng cái này, đi giữa cái góc, nó phải đi trên mặt đó nha, mày coi nữa ha. Đi giữa cái góc này, thì tất nhiên nó sẽ không làm mờ cái móng, làm mờ cái đai mặt. Đi nhẹ nhẹ ở cái góc này như này. Tại sao? Nó vừa tạo cái sự kết dính ở dưới móng và cái đai mặt nó dính chặt lại với nhau, nó dính together, nó không có bị tách rồi. Đó. Ở đây là bây giờ mình dạy cái gì, có dạy nail, dạy nail dạy tóc luôn hả? Đầy đủ hết. Bây giờ còn người đi mình làm nail không? Trời ơi. Ê, học nail chứ quên, làm nail là học nail là nhiều rồi nhưng mà học nail á. Vì anh hỏi là anh muốn làm thầy hiểu chữa công chị đó. Thôi giờ không dám.
dạy chắc không ai thèm nghe đâu. Chứ mình đừng có lấy cái lô mình đổ vô nha, mình đổ vô nó sẽ bị rất là nhiều và nó không có khô nha. Đó, nó rất là lâu khô. Đó, chẳng hạn mình chấm như vậy thì nó rất là mau khô mà nó lại ít. Chúng ta ghi dẫn đây anh chị đâu xuống thì đó thì người phải học bốn tiếng mà có guarantee đậu hay không. Mà chắc đi hoài. Nó mày thay lái xe rồi. Thank you. Thank you anh chị nha. Dạ những cái miệng này lâu lâu tụi em đi đâu á. Dạ. Nên là cũng dọn hy vọng gặp được mọi người. Tới học hỏi được nhiều hơn. Dạ. Nửa đêm 1 giờ sáng cũng còn coi chị nào nhận lại. Thank you. Anh tên gì? Ngọc Lê. Ồ Ngọc Lê em thấy thấy. Tại sao 350? Đúng anh chị á thì khuyên. Thì có vị trí nhà hai sành đúng không? Hôm qua cũng có mấy anh chị điện nói là gần là mày không biết ở đâu nữa thì cũng lái xe á mấy ngày nữa là xuống nhà xuống. Em có nhiều người làm lai, có nhiều người hỏi không cách lấy bằng nữa, cách lấy bằng về Cali lại mà giờ nó đóng cửa. Em biết tại sao là tại vì bác chị anh này hỏi cái câu mà hỏi đó Châu Loan trả lời á. Dạ Châu Loan hả? Châu Loan hả? Dạ không, nhưng mà em chỉ anh cách làm ha, sắp nó hết rồi, sau 2-3 tuần nữa là có, 2-3 tuần nữa có Châu Loan lại. Giống như gummy gel tụi em cũng hết rồi, 2-3 tuần có lại. Học Việt Nam mà đâu có gì đâu, bán quá lẹ, không ngờ đặt hàng không kịp. Tại vì xài quốc á, người giới thiệu người xài. Tại vì mình bán mình, nhưng mà mình hướng dẫn cách xài. Chứ mình không hướng dẫn cách xài, người ta mua về đâu có biết xài. Cũng dục đó à. Vậy là Christine ở LA? Dạ, em ở LA á. Cali mà ở trung tâm á. Ở bên LA chỗ này. Em ở bên LA xuống, phải là Westminster. Chỉ biết đau thao, lốt không? Dạ chị. Em gần đó, với lại em ở khu bên Rose Smith. Em gần khu đó, tại vì gia đình phải đi trường. Dạ, em ở bên khu đó. Chị đi qua North Richmond. Dạ, ở bên em ở khu đó người ta nghỉ. Bây giờ đi xuống. Chị có em quan ha, các quan và nhiều lắm, trường UC, ESL với lại bên Mao Sát, du học sinh nhiều lắm. Bên Cali chỗ em là đón du học sinh rất là nhiều. Có cắt tóc đúng không? Dạ. Bữa nay ha. Em phải hỏi cắt tóc có tặng cái nón không? Hỏi vậy đó. Ồ vậy là mấy người này biết câu trả lời đó, mấy người biết câu trả lời đó. Trời ơi, nếu mà mình cắt không rầy á, nếu mà mình rửa lại á thì mình cắt clear ha. Ở gì biết không, em hay đi ra ngoài đây, em đi ngang mấy người cắt tóc em... Trời ơi, nhìn này làm gì nó vô cắt tóc luôn. Anh mà dơ cái người ta sủi luôn á. Nó chứ thường cắt tóc cho Mai Hương, Mai Hương cắt tóc. Khách hàng của Mai Hương, mà giờ Mai Hương đi rồi. Nhưng mà chị Hương và chị giờ đi Florida rồi chị. Chị Hương hả? Mai Hương. Phải chị Hương Nguyễn không? Mai Hương. Chỉ người Quế. Là next trip của em đi Orlando. Dạ, tụi em thấy sau có show đó. Just now có show đó. Đầu tiên của show. Tháng 5 Westminster. Dạ, tháng 5 Westminster. Em vô show phòng em. Dạ. Hai bữa chị. Mai vô tay đâu anh chị ha. Cái
Biết bữa nay nhóm mình đi đụng độ với gì không? Dạ. Đụng độ với Quy. Quay lại. Quay với Quy video á, đã đặt mắt xem á. Là cái bữa đông nhất á là cái bữa hồi mà Easter đó là cái đám vô thương trời ơi nó bán hả 1.000 nguyên đồng nguyên bữa đó là nhân viên là không ăn luôn á. Đúng rồi, Easter là mọi người từ xa gần đều mua lên. Không biết sao muốn để đâu cái này mua supply thôi, giao supply thôi, tìm không ra, tìm không ra luôn hả? Hôm nay chỗ em có tiếng máy của sao đó đó chị để có gì em học anh đào đó coi biết rằng mình có bự nó bán đồ mình nó bận đồ thì cũng không ăn luôn mấy giờ tình trạng nó bay còn bay còn small they do have it but they not even though they got a small trong như cái lớp ở San Jose á em trong vòng tới mới sáng sớm mới mở cửa thôi bán hết. Không phải hết sách bồ mà hết sạch bồ luôn. Mới trong chưa được ngày thứ hai. Biết tại vì người Việt mình mà thấy làm show là mua. Cái tự nhiên 3-4 ngày sau không có hàng bán. Mới sau đó em về ship. Về ship cho mọi người. Lấy order. Mình coi cái cỏ là cái cỏ kia. Cái cỏ đó trên live thấy vậy thôi. Ở ngoài là không dám đụng luôn. Cho không dám lấy nữa. Cái chị nhớ cái bọc đó đúng không? Cái bọc cái lá sồi sồi đây cái bọc cũng giữa nhớ không? Mấy anh đẹp trai nào mà thích đi vẽ BD không? Vẽ bông thôi. Bởi vậy nói á, muốn vẽ bông đẹp á, phải về xăm bông lên. Đó để người ta biết là mình vẽ đẹp chứ thật sự mình vẽ xấu. Ai cũng nói, ồ mày xăm bông thì chắc thằng này vẽ đẹp á, ơ giờ nó vẽ xấu. Ủa mấy này là ngày mai có học luôn hả? Dạ có. Nhưng mà giờ hôm nay em học cái tôi về khỏi học. Ba ngày kế vô lớp viết thơ tình rồi. Đâu cô gái. Thì đó vô lớp viết thơ tình. Quay lại Christine. Đây là Christine Lâm để mình giới thiệu cho mình là MC cho mình làm Nguyễn Ngọc Ngạn cho. Cho anh này đi. Mình đi được mẫu thôi. Chính thức ấm bữa. Smile. Smile, anh này là smile là giống như cười đó chị. Smile. Smile là chắc trên Facebook. Thì đó, smile trương mà. Cái này mình mua bố mày có rồi. Không, em nói là đưa cái này cho anh nhớ kéo. Tại vì có số phone của chị. Bột này bột này thì trong bao còn trong bao em chỉ lỡ ra một số để mà đem đi làm thôi tại vì nhiều khi em không có mở được cái lớn á. Dạ. Những cái màu này có trong bao. Tức là làm bóng tay ra xấu nhưng mà chụp hình vẫn đẹp nhờ cái đèn á. Phải hỏi cho kỹ. Nói gì ổng chọc thôi. Mà đến đây mà hay chọc dễ sợ. Đùa thôi. Không giống như mình hơn. Không. Người đẹp mà người tướng xấu chụp đâu có đẹp đúng không? Đâu phải ai cũng làm đẹp đâu, em thường biết điều đó. Thấy không? Đây ra tiệm đâu mấy. Nhưng mà cái khả năng của các cô rất là hạn chế. Ừ, nhưng mà ai cũng làm đẹp đâu, ở đó nó làm thôi. Nó mở tiệm rồi. Đúng rồi, nó làm đẹp là nó đi mở tiệm rồi.
Ủa, nghe nói là nó không làm không lắm. Không còn hả? Không ghét. Đi qua ở là cái business sẽ có thể xong. Công ty 500 ngàn đó investment xin hết theo. Ok, 3 năm thôi, như 5 năm hoặc 3 năm mình lấy lợi. Quay ơi, bây giờ chứng nhất cái 500 ngàn nó bỏ vô đâu? Nó bỏ vô hotel. Nó bỏ vô những cái hotel nó đưa ở New York. Ok, rồi sao nữa? Sau đó, khi mà giá xanh mình xong nó sẽ là cái mức. Phẳng. Khi đó đây là những cái màu mình làm 3D luôn ha. Những cái màu này mình dùng làm 3D hết. Quay rồi được đưa 500 ngàn chuyển tiền qua tiếp luôn, vừa tiếp và vừa đắp và em sử dụng lại những cái màu giống như mà mình làm á. Nhưng mà cũng đưa 500 ngàn bắt buộc là phải đậu thôi. Cho em cái information nó con dưới 18 tuổi là được qua. Cho em sao không? Mấy ông bà qua bên đây rồi cái nước số tiền nó mở không ba sao phải sao? Năm rồi nhưng mà lấy cái phim cái motion á, tao nhớ khi mua bộ cũng đẩy cái motion á rồi đổi ra bây giờ nó rồi nhưng mà gia đình là con cũng dưới 18 tuổi được hay con cha mẹ già. Tức là cha mẹ với con. Mà con dưới 18 tuổi. Sao mình sẽ còn trên 18 không? Thằng 21 từ 21 tuổi. Ở bên đó mỗi lần đi từ này cái nhỏ càng lớn. Em ở dùng người xa. Thì cái gì trường của chị là sẽ là em quay, em quay là chỉ có nghe. Còn cái này là thì em quay là cái chương trình này nữa. Em quay là em học trường nghề gì đó, qua bên này được 3 năm. Ở học 3 năm. Sân lây chưa có làm gì mà không bao nhiêu tiền. Những cái số tiền mà chị dạy ở đây là số tiền chị dạy mà chỉ chị đó chị qua đây chị mà giống nhau không có ai mà nhưng mà cũng vừa qua nhưng gia đình đi qua đây cái đó thì để cho nó nói tiền nghe không tham gia làm nghe không nghe đó tại sao nó phải có thì là gì em phải nhớ cái tàu đó nó giá nó nhiều nó có heo hả cái kẹp nhau chị trước sân số tiền đó có mà không em không có nữa mai á hồi này tức là cái tài khoản của người sinh hoạt này phải có ít nhất là 20 ngàn. Có chai mét không? Có chai sừng mét không? Sừng mát rồi chứ? Tức là ok rồi thì thằng của Mỹ không ăn cảm giác gì hết. Thằng biết cái nồng thời gian của Việt Nam không? Lại Việt Nam bao nhiêu tuổi? Lấy cái này ba năm rồi. Biết cái nồng thôi. Ví dụ thì người đó có con để mà có con thì làm gì có thường tức là vì cái cô này là cô em của anh làm là tiên đồ mơ tức là có một cái cô bé không có chị ơi nó cho mở nha mình lấy nha mở chị anh
25 ngàn là chuyện nhỏ rồi. YouTube có thể có tiền. Sau 3 năm học không phải về. Không. Lấy cái mới cho chị, Bông này, bông này đâu muốn làm đâu, phải bị request. Bị request rồi phải là. Cô đi đó hả? Cái chai này hả? Không, cái chai này không phải là cô đi. Cái bông này nó 3-4D thôi. Vừa 3 vừa 4D. Sai một lần thôi, sai một lần. Simple hả? Đơn giản đúng không? Nhưng mà không phải vậy đâu. The battery is low. Kylie. Kai. The battery is low. Nhưng mà tụi nhà nó ok, bây giờ nói học. Nó nói là mình làm gì rồi, nhưng mà không có chắc mình không học giỏi hết. Có một ổ ra. Những cái bột này vừa đứt vừa đắp vừa 3D luôn ha. Nè em làm nè. 3D luôn hả? Nó phải dẻo như vậy mình mới làm được. Là ví dụ cái người đó tức là chị là real, chị là real, tức là không phải đưa tiền gì hết. Ok, nói là tôi giới thiệu người A này muốn làm việc đó, sẽ có một cái sơ. Cái cỏ mới ngon, chắc không phải là cái cỏ đó mua ngoài, nó là có
bán mình xác đó, có mấy cây nha. Treo nào cũng được hết á. Quay ngược, bấm cái nút đó, bấm quay ngược lại cái mặt ta làm trường. Mặt làm trường chang đúng không? Sao mình lấy chân khó mình hơn. Làm mình lấy khó, mình lấy chân vang này mà. No, nó chân vang. Cái mặt nó đã cỏ thôi. Tại sao? Tại vì mình không có muốn cái màu nó nằm yên một chỗ đúng không? Đúng không? Dạ. Mình lấy bớt nó đi, nhiều quá. Lấy bớt đi. Tại cái bạn cái bạn quá. Lát nó tạo lát đi. Vậy đó. Cái cách ngắn nó thế. Nó làm này sướng hơn làm bằng ốc mơ bờ bỏ kia làm cũng làm cực quá hả? Cho làm nó dễ hơn. Cái nào nó có một cái đẹp khác nhau. Chị em làm á là em hai cái vừa bột vừa vừa cái treo loang luôn á. Nó ra một cái design rất là khác. Quan trọng khi mà mình làm món bồ á, mắt mình nhìn nó có cái nào giống nhau hết á. Quan trọng mình cảm thấy nó đẹp, mình dần đúng không? Chưa đẹp, đi tiếp. Đó, giống như em thấy chưa đẹp mà đi tiếp nè. Chưa đẹp đúng không? Đi tiếp. Đẹp rồi dừng đi. Nha, yeah, ok. Bây giờ mình thấy nó đẹp, mình để vô. À, quan trọng mình thấy nó đẹp là mình dừng. Còn á, em đang làm, anh cứ dừng đi. Mình chưa thấy được, mình làm tiếp. Thấy không? Đó, mình lại không có dùng tới cái này. Lỡ rồi, em lỡ để vô máy thì mình lại dùng cái này. Ha. Cái này là cái đen này đậm hơn cái này. Cái đen này á mình dùng một nước thôi là được. Nói với cái này cùng hiệu, hai cái cùng hiệu này. Đúng không? Cùng hiệu ha. Chỉ là cái này dùng cho treo vẽ, cái này là nước sơn treo. Nhưng mà cái thằng này á nó bán nguyên set. Có nhiều màu mình không có dùng tới. Đó, mình lấy cái treo vẽ này nè. Mình vẽ nhẹ nhẹ thôi. Mình vẽ sao á, mình đi những cái đường gì mình thích á, thấy không? Mình đi thật là nhỏ. Nhưng mà đi vậy thôi nha. Đi vậy thôi nha. Em muốn đi lấy cái treo.
rồi. Dễ không phải cái xuyên dễ thương quá đi à. Cái này là của A Lịch á, câu đó là của A Lịch á. Quái nữa, mình bắt mình sao quái á. Món này là em gắn bằng cái mì treo một món cho anh chị coi ha. Rồi cái mấy món kia là em gắn bằng lâu. Quái quá. Nhưng mà cái tay đẹp gì sao nở lòng nào đi móc con ốc nữa không? Không gì là không thích đi móc đi. Nữa à. Nhưng nếu mà cái cơm mì treo oli á thì mình không sẽ đẹp ít. Nên mình sẽ đặt lại một cái thóc thôi thì nhẹ nhàng trên mặt thôi ha. Còn nếu mà mình làm nguyên món thì nó hết. Nếu em làm món kia cho nguyên món ha. Chấm nguyên món cho chị luôn. Ủa không bôi cái no clean lên trước hả Christine? Nãy gì anh? Anh thấy nãy bôi cái này rồi bôi cái này nữa mà. Bôi rồi hả? Cái gum mì treo phải bọc được cái chân diamond, thấy không? Lấy cho tiền Việt Nam không? Không hết em xài cho chị ơi. Em xài không hết lắm. Em vô ba quăng cái rột à. Mấy ai hết bên rồi? Hồi nãy lô hiện lên rồi, nó chọn lô. Khi lô rồi. Chỉ làm bộ không phải cái tiếng á. Mò lắm, trời ơi mò lắm. Gắn món đó nữa là xong rồi đúng không? Chưa, còn mấy món kia nữa. Này là người tình có gì trả không? Gắn đây nè, có gì trả không đây nè. À, có, thằng này gắn vô đi. Nè, đâu lại đây. Dạ, ba chị. Ba chị, tối gặp. Mai gặp. Tối gặp. Tối nay sinh nhật của Smile nữa hả? Sao sinh tuần nào cũng sinh nhật cái gì? Ông để ý dữ à. Smile này vui.
khổ. Hello mọi người, Christine với lại Small đang làm thành ra không có đọc comment được, thì nó để mình đại diện cho hai họ. Đó, đây, dao đó, ok, vô máy luôn. Đây. Hello Đại Omishi, Đại kêu là hi, kêu, anh Đại. Kêu Smile say something đó. Hello anh trai. Đó, Đại nghe chưa, nghe chưa. Rồi, có ai muốn hỏi gì cứ việc comment vô nha. Hả? Cái nào? Cây cọ này hả? À, kiếm một cây cọ cũ á, mình phá hư á. Mình không có. Tại sao chị phá hư gì đây? Ok. Cái cô em muốn cái con gì thế này đó. Ồ, hôm bữa đấu giá được 1,000 á. Đó, bên đây. Bởi nãy anh nhìn cái cọ anh đòi tài trợ mà tại vì không chịu rồi thôi. Ok, cái phần này là mình em gắn bằng gummy gel ha. Chỉ để một phút chứ. Rồi, anh chị thử tháo đi. Tại vì á, khi mà mình gắn gummy gel cái chân của Diamond nó phải có phải bao được bao bọc một lớp gummy gel. Và cái này á, mình không có cần là quét lại glue hay bất cứ gì hết. Nhưng mà điều quan trọng một cái, nếu mà mình quét gummy gel không có đủ độ dày á thì nó sẽ bị xúc và mình sẽ cần fill thêm glue hoặc là cần thấp nữa. Có người trong này nói ô cái hộp đẹp quá mà cái hộp bự trên tay của chị. Anh nói em là đồ giả thôi. Không, người đó chẳng qua chẳng ai khác là mình. Có nhiều cách để mà làm diamond ha. Nếu mà mình gắn diamond gummy gel mình làm mà mình cảm thấy độ dày không đủ, không được chắc, mình phải cần thêm keo hoặc là thêm cái thớt. Mình lấy cái cọ quét nhẹ cũng được, hoặc là giống như làm giống như smile vậy á. Ra một nó có nhiều cách để mà mình control nó không có bị sút. Còn á em làm thì em cảm thấy nó đủ độ everything rồi. Lấy cho chị chai của Top Jazz Glue đi. Đây nè ha, đây là cái thớt nè, cái glue của Just Leo khô rất là nhanh ha. Mỗi lần á gắn diamond á là em dùng cái này. Giờ mình bắt đầu gắn bằng glue. Cái chấm nó nhờ. Cái chấm này á mình phải tập nhiều một chút xíu. À, Tài Lê Ruby không phải là ở supply nào hết nha, mà đây là ở trường Lee Arai của ở đằng ở trên đường Lee Highway nha, không phải tiệm supply nào hết. Nhúng lộn đây nè ha, cho cái có rồi chị, có rồi chị. Mình đặt vô nè. Ok, hôm nay là nhóm Jazz Nail đang ở 8630 Lee Highway nên nó có điều kiện Maryfield, Virginia nha, mà em có. Nên tại sao á nhiều đó bạn chấm như thế nào, Lee chấm vô cái gì? Chị? Mình đọc là mà Lee tại sao nhúng vô nó dính, chấm từng viên nha. Mình sẽ kết nối lại với nhau này. Nhẹ nhàng thôi. Nó lên và đặt xuống. Beautiful work Christine, thank you Dai Obishi. Nó no, 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 mình phải nói tên ta.
rồi sau đó thì mình sẽ chấm những cái viên nhỏ xung quanh nữa, tùy theo là mình thiết kế như thế nào rồi. Mình sẽ đi từ mọi người có thắc mắc gì cứ việc comment nha, cứ việc hỏi nha. Vội làm sao giật khách kế nói vậy không à. Mình làm cái này á, khi mà qua những cái design phần này á là mình không có vội được. Nói chung là chỉ có chủ mới được làm vậy. Cái này là anh nói sự thật cho nghe, trong cái tiệm của chỗ bà xã anh làm gì, ví dụ như là làm cái kiểu này á chỉ có đầu tuần thôi, cuối tuần thứ sáu thứ bảy khách đông nghẹt luôn, ngồi tỉ mỉ gì sao đúng không, thành ra là nghệ thuật khác anh. Nhưng mà giờ người ta làm một bộ và mình làm 4-5 bộ á thì đúng, cái đó là đúng. Ừ. Đó, mình sẽ dừng ở đây tại vì á mình đi tiếp nữa là cái mô bộ của mình nó mất hết. Đó, mình sẽ qua mỗi thứ mình cho nó một chút đúng không? Tuổi đã 18. Đấy, cái món này ha. Thắng tên smile, tự nhiên ảnh cũng smile nữa. Khi mà mình kết những cái này á, mình đặt đâu là phải dính đó ha. Mình sẽ suy nghĩ trước cái chỗ mà mình cần đi, tại vì á mình sẽ không có cơ hội lần thứ hai nữa để mà thay đổi cái vị trí nó. Tức là cái này Christine đang dùng glue hả? Dính rồi phải không? Rồi dán là dính rồi. Còn cái dùng gummy gel mình còn có cơ hội để mà chen đúng không? Trước khi mình để vô máy mình sẽ kiểm tra một lần mình mới để vô. Còn cái này á mình là khi mà mình nhấc cái tay mình được của mình lên á là mình phải nghĩ trong đầu là mình sẽ đặt đâu rồi. Tại vì glue khô rất là nhanh, nó không có thời gian cho mình đợi, phải không? Đó. Giờ bây giờ mình bắt đầu qua cái phần diamond đây. Vẫn tiếp tục như vậy, mình phải kết như thế nào á để mà cho nó hài hòa. Crystal asks how much does this nail cost? Christine, you care to say? Cái bộ này hả? Cái bộ này á, nếu mà em làm á thì phải lấy là tầm 120 đến 150. Okay, Christine said it's about between 120 and 150 dollars. And the big diamond is very expensive. Đúng, cái diamond phù với lại những cái detail của mình, thời gian của mình. Giống như em làm một bộ, nói chung là nó không có một bộ như vậy cũng phải 2.5 tiếng, tầm 2.5 tiếng mới xong. And she said it's about 2.5 hours. Thank you, Crystal. Thái Nguyên nói đắp 3D đẹp quá, thank you Thái. Thank you mọi người nhiều nha. Christine đang làm nên không có coi được cái video. Trời sao trong này nhiều người coi Christine quá vậy ta. Thank you. Có 20 mấy người luôn á. Dạ. Có người coi là rất là vui. Quan trọng là chất lượng ha. Vui quá. Mọi người nhìn đẹp cho xin cho Christine xin tim nha, thả tim giùm nha. Thả tim. Thả tim nhận hết. Rồi, không ai thả tim luôn, đủ hiểu rồi gì nữa, đủ hiểu rồi. Không sao. Không thả tim không sao, vào website mua supply nha. Christine hơi buồn tại vì các bạn không có hăng say thả tim. Please like and share for Christine, thank you.
viền mấy cái hộp li ti đó đây. Is that just top coat you're dipping it into? It's glue. Yes. And she said you have to really think about it because when you put glue, it's done. Yeah. You, know, you cannot fix it like yeah. Yeah. Cái này là về bảo đảm tắm rửa rửa chén rồi không rớt đúng không? Bao rớt đúng không? Mà nó không có thấm nên nó sẽ bị bắt. Nếu mà chị nhà của chị anh này rửa chén. Cái bột nó trong nó. Chị cái này chị không cần làm cái gì hết nha. Nghe lời em đi. Nghe lời em nha. Mai nghỉ làm luôn ha. Dạ, mai nghỉ luôn. Em nghỉ làm đi. Mai chị chỉ việc đi mua vậy. Đi vậy thôi, phải khuẩn tay vậy. Dương Nguyễn hỏi keo dán diamond là keo nào vậy? Cái này là glue ha. Rồi, đưa đây quảng cáo cho, đưa glue đây quảng cáo cho. Quảng cáo bên kia. Đưa cái hộp đây quảng cáo cho. Nãy giờ coi gắn cái hạt li ti là dùng keo này nè nhá. Keo này nè, keo của Jazz Nail, ok mọi người. Nail tip glue này dính rất là nhanh, 2 second thôi nhá. Và có thể mua được trong website của Jazz Nail. Tại vì nếu mà nó không có cái độ khô nhanh á, mình để vô nó sẽ bị rớt. Đúng rồi. Nó cần có cái độ khô nhanh. Cái điện thoại nè. Thank you Tammy Nguyễn nha, quảng cáo cho Jazz Nail. Tâm. Ủa vậy hả? Năm á. Hai năm hai hả? Con năm á. Con lấy nó đi. Thả tim. Hay quá. Hello, đang đâu ạ? Ở đang ở chỗ nó gạt xong rồi kia không bên đó. Gạt xong rồi. Em giờ vô chưa vui rồi nên. Ăn cái nào thì ăn cái nào vô đi rồi anh ngồi đi. Ăn xong đi mua cho anh chị một ổn mì lên xe. Bỏ tay, cái đó là bỏ tay. Đây lấy gì là đi để cho bạn ăn đi gầy mà xem. Mua bộ làm xong mới lắp bẻ chút xíu lên. Nếu mà đối với nếu mà em làm cái hai ngón này thôi á, ít nhất phải 30 đồng. Hai ngón bông này với cái tay mình vậy á, 30-40 đồng hai ngón. Tại đi treo nhiều quá rồi. Quanh trang hỏi biết vẽ cánh bướm không Christine? Vẽ bướm nó ra da bướm. Nó không bay thôi. Nó không biết bay. Cái đó là mấy người kia trả lời nha, tôi không có trả lời. Vẽ được con bướm mà nó không có biết bay nha. Con bướm mà vẽ bằng treo loang á rất là dễ ha. Đó, Christine có like trong những cái like trước á. Wow. Đừng khen luôn, đẹp quá. Dễ thương quá đi. Còn cái ngón này á là mình sẽ chấm. Thôi, bạn khi đâu rồi, Alex đâu? Mình sẽ đi một cái mắc cỡ không dám vô. Lịch bệnh. Dưỡng sức. Đúng rồi, sáng thấy chạy vòng vòng chụp hình của anh Đào lùm lum mà. Hôm qua hết chút xì rồi, bây giờ chạy xuống DC nữa hả? Thôi xa lắm, từ đây xuống xa lắm mình đi. Chút xì gần mà ăn crossfit gần đâu cần phải đi xa vậy đâu. Vòng vòng gần Eden có. Nhưng mà muốn đi chạy xuống đi. Chút xì gần mà. Muốn ăn đi chút xíu rồi mình chạy xuống. Đang chỗ này học là bóng tay xíu nữa.
cho xem người mẫu đi Christine. Ok bây giờ mình hỏi chị người mẫu. Xuống trước đi. Anh hỏi người mẫu. Phan đúng rồi chị người mẫu, chị tay mẫu, người ta muốn đòi cho xem chị mẫu kìa. Chị người mẫu không thích lên camera. Christine mơ mơ gần cái này chút xíu, Christine hết thấy rồi. Đe vừa rồi, perfect. Nhiều khi làm hứng quá mua qua đây luôn. Giống như em đang làm live vậy đó. Nhiều khi không có coi được cái màn hình á. Em biết để khắc phục cái vấn đề đó mình làm gì không? Trước khi em trải miếng giấy hay cái gì đó em đánh một cái dấu. Em có đánh luôn nhưng mà tại vì á cái thời lượng mà em làm live lâu quá. Đây mình bự gì thì dán mình làm tu cũng dính chắc luôn hả? Chắc ha, anh về thử hả? Đi dù cho em cái feedback ha. Tùy cái trường hợp ha, tùy cái trường hợp á, đây là mình dán bằng glue hay là bên mình treo. Cái tiền dán vậy đó, hồi hồi được có dán luôn lại dập trở ngoài không cần. Không cần. Không cần. Pháp được không? Chấm hơi cay thôi. Xuống đây chút xíu, Christine, you out of view. Đây, okay. Để vô máy. Rồi, xong. Xong. À, bây giờ mình xong nha, chụp hình nha. Lại phải hai bàn. Hai bàn Christine lên tối luôn á. Hình. Cái này Jimmy, cô này hỏi sản phẩm kìa. Ok.
nhúng hay là bột gì à? Cái này hả, bột nhúng vừa đắp vừa dip vừa 3D luôn, vừa ombre luôn. All in one. Dạ đúng rồi. Còn cái gì về nail nữa mà muốn mở thì nail chưa hay à? Chưa bao giờ làm nail. À, Khai Hồ cho chị mượn phone chụp hình được không? Công ty ở đâu kìa? Công ty ở bên Arizona. Lung linh. Ký Cali. Bọc kinh đẹp quá. Ủa chị sao em biết được bữa nay có cái này ở đây? Có dầu không? Có oil hả? Có oil. Có oil. Chị thả lỏng ra. Le lưỡi ra. Đây ha. Chị thả về nè. Cho chị mượn tháp à, mượn điện thoại được. Relax. Nó rất là khó khi mà mình sắp xếp. Không sao hết. Từ nha. Mua đồ hen là phải relax, ok? Cái ngón này luôn luôn vậy ha. Samsung chụp đẹp hơn hả? Đẹp quá, đẹp quá. Không, chỉ cứ thả lỏng. Nó cập xuống anh chụp. This popping. Thank you Jenny Nancy nha. Chụp lại chụp 3D is the boss. The rest you can learn with 3D. Cứ thả lỏng đi chị. Em bắt cả lỏng. Dạ không, tại vì á, lỏng mà đúng rồi, này lỏng nè. Hồi nãy chị gồng, thấy không? Tay nó ra khác liền. Đóng gần, đừng gồng, chị đang gồng nè. Ồ, đẹp quá, nhưng mà anh xoay cây đèn này em chụp hình không được, anh cầm máy luôn.